cỏ như này ha, thì anh gãy gốc nửa ký, à, nửa ký quý con ha. Còn ở trên lọt trên lá thì anh phun cái bun bọt kém. Xin quan chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga Vườn quý con ha. À, ngày hôm nay đi thăm cái ruộng mít, ruộng đỏ sơ hoàng anh đô lá bầu quý con. À, thì trồng hơn một tháng ha quý con nha. À, hơn tháng rồi, ảnh mới gãy phân nè. À, thì quý con thấy nè. À, hữu cơ quy sinh quả của lưỡi 068 nè. Ủa anh gãy 068 đúng không anh? À, 068 quý con, cộng với cái bu mát trà băng. À, thì đối với cái gốc mà nhỏ như này ha, thì anh gãy gốc nửa ký, à, nửa ký quý con ha. Còn ở trên lọt trên lá thì anh phun cái bun bọt cây mít và bo còn siêu như kẽm đó, anh cộng thuốc sâu luôn hả quý con. Đó, đây anh trồng cái mùa đầu nữa nè, anh trồng cái mô hình này là anh trồng cái chiếc, à, cái chiếc ha, anh có thử, anh thử dài cái mùa đầu thôi, nhưng mà mùa đầu trong cái thời gian qua thì cha chia sẻ cho quý con rất là nhiều cái video quý con đó, thì nó cũng mang lại một có hiệu quả, phải nói là kinh tế cao nhất luôn đó quý con. Đó. Đây, buổi bằng trưa nè, anh gãy cái đầu anh lấy gom anh đậy nè, đó quý con thấy nè ha, nó giữ ẩm rất là tốt luôn nè, đó, rất là tuyệt vời luôn nè, đó, cây nó sinh trưởng đầy đủ dinh dưỡng, sinh trưởng phát triển nè quý con, đó, cái gà chồi ra lá phải nói là rất là đẹp luôn, đó. Cây giống thì anh lấy ở bên trung tâm cây giống thôi quý con ha, đó, quý con thấy anh bằng cái áo kìa, đó, trung tâm cây giống, đó. Nó thì đối với kênh cái mít mà gù đỏ sơ hoàng đô lá bầu này nữa quý vị con, thì dinh dưỡng thì quý vị con muốn ha, cho nó lớn nhanh đó, thì quý vị con gãy phân cho kia đó là khoảng 20 ngày hoặc là 25 ngày gì đó quý vị con gãy cho kia một lần đó, hữu cơ quả lửa 068 cộng cái bu mát ra băng. Nó thì đến cái thời điểm là khoảng tầm khoảng 15 tháng thôi, 15 tháng thôi thì quý vị con đưa vào cái quy trình khai thác trái được rồi. À, anh giải nè, nó còn phân đang xả hơi luôn nè quý con. Đó. Nè bung bọt nè. Đó. Đó. Đất này là đất lúa ha, ảnh mới lên trồng. Nó đất rất là đẹp. Cho nên là cái đất nó rất là xốp luôn, nó rất là màu mỡ luôn, anh lấy cái lớp mặt không à. Cho nên quý con thấy cái sự màu mỡ của đất nè, đất tốt nè, ít phèn nè, pH chuẩn nè. Đó, cây phát triển rất là ok luôn. Đó là phải lấy. Phát triển đều gan luôn anh ơi. Đều gan luôn. Đi cơ đọt đều luôn. Rất là đều. Đó. Anh ấy trồng sang cốc nữa nè. Cốc nó ngắn nó dài luôn quý con ơi. Đây. Ôi cái cây này cái bò mới có chừng tháng mà cái bò nó mập rồi nè bà con. Bò quá trời cái bò luôn à. Đó, quý con thấy nè, chọn cái giống tốt rồi có ok nè, dinh dưỡng đầy đủ nè. Đó, thôi quý con thấy cái sinh trưởng phát triển thôi khổ phải bạn luôn. Đó. Cái diện tích này khu vực này khoảng tầm 30 mẫu thôi quý con ha. Khoảng 30 mẫu. Đó, cái này cái bịch này bịch gì nè, anh tưới ra còn bỏ đây nữa nè. Đó. Đây bịch thu mít cho băng gòn đó, của trung tâm cây giống cung cấp đó. Đó, có chuyển quá đều luôn quý con ơi. Nó thì mùa mưa này quý con ha, có đẩy gom thì quý con đẩy cũng vừa vừa thôi ha, đẩy mỏng mỏng thôi nè, đây nè quý con thấy nè, anh đẩy rất là mỏng luôn nè, bươi nhẹ lên thấy đất rồi. Quý con đừng có đẩy dày quá ha, dày quá thì nó giữ độ ẩm khá là cao luôn. Đó, thì những cái ngày mà nắng á, quý con đẩy mỏng ha, thì nó có những cái ánh nắng mà nó tiếp xúc được với cái mặt đất á, nó có cái độ ẩm của đất của quý con hả, thì cái rễ cây nó mới phát triển mạnh. Đó, quý con đẩy dày quá vậy, cái ánh nắng mặt trời nó vô không được ha, thì cho đất mình nó quá ẩm, nó lạnh, thì cái hệ rễ phát triển kém thôi. Đó, thì cho nên quý con lưu ý ha. Đó, đẩy gom cũng phải nói là một cái kỹ thuật luôn quý con, chúng ta đẩy đúng á, thì
nó đem lại một kết quả tốt nhất. Còn ta cái việc chuẩn mà đẩy gom chưa đúng kỹ thuật á, nó thì nó đem lại một cái hệ quả là cây phát triển kém đó, cho nên mình quý con lưu ý. Đó, thì còn cái humic ra băng đó, thì cây con này ảnh 20 ngày đúng không anh, tướng lận không? 10 ngày đó, anh nói 10 ngày anh tướng lận quý con. Humic ra băng với cây cục kẽm, hai cái trộn lại 10 ngày tướng lận. Nó thì 1 kg humic ra băng và 1 gói cây cục kẽm đó, thì anh pha 400 đến 500 lít nước đó, trung bình anh pha 500 lít nước quý con đó. Anh tưới cho gốc như này nè, anh tưới bằng tay luôn quý con ơi, gốc khoảng tầm 2-3 lít đó. Xong cái đầu anh tưới lại qua ngày hôm sau, cái đầu anh tưới lại cái bát nữa như nè đó. Đó cho nên là cái quá trình mà kích rễ đều đặn như thế vậy quý con, thì cái hệ rễ nó phát triển rất là nhanh đó. Thì cái hệ rễ màng của cây mà nó càng phát triển nhanh đó quý, nhanh đó thì nó mới hút được cái dinh dưỡng nhiều đó, cây mình nó mới phát triển đó. Phân ảnh rễ còn đang hư luôn nè đó, quý con thấy nè, nó phát triển nè đó, những đoạn non nó ra nè, quá ok luôn quý con ơi. Đó thì cái hữu cơ quả lửa 068 thì kia ai có làm mà nhiều cái video cái thí nghiệm quý con, thì quý con thấy cái sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng sau khi mà chúng ta bón thì nó phát triển rất là ok luôn, rất là nhanh luôn. Nhưng mà cái lá nó ra nè, quý con thấy nó lá nó rất là bự luôn đó. Đó cho nên là quý con yên tâm về cái chất lượng ha, khi bọn ta gãi vô rồi thì cái sinh trưởng nó rất là đẹp, sinh trưởng nó rất là nhanh, cây phát triển rất là đẹp luôn. Nó tàn tán quý con thấy nó ra lá này nè đó, nó đọt chi nè, tứ chi luôn nè, rất đều luôn nè đó. Cho màn hình Kia có để lại 2 số điện thoại ha, quan tâm thì quý con hay gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó thì Kia tư vấn chia sẻ cho tất cả quý con hoàn toàn miễn phí ha, về khoa học như là cái kỹ thuật đó, để cho quý con áp dụng vào cái vườn của quý con để cho nó đạt hiệu quả cao nhất hàng quý con nha. Đó thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý con theo dõi quý dân của Kia. Đó thì Kia cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày quý con nha.